một ca khúc dành đến quý vị, đặc biệt là cho gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thật tuyệt vời, mặc dù nói không nên lời, những cái lời của bài hát không được rõ cho lắm. Và đó chính là một cái tình cảm rất là yêu thương đặc biệt giọng ca này đã gửi đến cho chúng ta, đặc biệt là gửi tặng những món quà rất là đặc biệt dành cho đôi bạn trẻ, phải không ạ? Xin quý vị một cái tình cảm yêu thương đặc biệt nhất, hãy dành tặng giọng ca này một tràng pháo tay đây ạ. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa đến đâu. Vâng, thật tuyệt vời, xin cảm ơn. Tiếp theo kính mời tiếng hát của bạn đẹp lên sân khấu để tiếp nối chương trình.
Kính mời tiếng hát của bạn đẹp lên sân khấu để tiếp nối chương trình với một ca khúc tuyệt tròn và cùng dành đến cho đại sư của chúng tôi, đặc biệt là dành tặng cho các bạn trẻ. Trân trọng, kính mời.